Như chúng ta đã biết, cơn bão Yagi ngày 7 tháng 9 năm 2024 gây lên thiệt hại rất lớn cho nhân dân và đồng bào của chúng ta, các tỉnh phía Bắc. Nhà tốc mái, những cây lúa trổ bông rồi mà dập nát bươm ra như thế này, liệu có còn được hạt không? Cột điện đổ gãy, gây nên mất điện cục bộ. Nước lũ tiếp tục tràn về sông Thái Bình rất mạnh, các bạn đang theo dõi, chảy từ thượng nguồn về. Bay không còn một cái tòa tôn nào cả. Những cây chuối gãy, đổ, dập, không còn sự sống, coi như vứt đi hết. Những công xưởng, tốc mái, tôn bay xuống là tả. Khu vực này các bạn đang theo dõi là dốc Thiên Hội. Khu vực này cũng gọi là khu vực miền núi đấy các bạn. Dốc Thiên Hội này thuộc xã Xuân Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng. Đây là những cây dừa cao, lá gãy đổ, dập nát, dập hết ngọn. Đây những tờ tôn này các bạn thấy chưa? Cả một cái nhà xưởng rất to, khu vực này là khu vực nhà máy gạch Thiên Hội. Toàn bộ những tờ tôn trên mái nhà là tóc hết, bay hết. Đấy các bạn nhìn chưa? Toàn bộ những mái tôn là bay hết, tóc hết. Đến bây giờ là lúc 10 giờ. 10 giờ ngày thứ 7, 14 tháng 9 năm 2024 mà các công xưởng và các hộ tư nhân và nhân dân vẫn chưa dọn hết được hậu quả của cơn bão Yagi ngày 7 tháng 9 năm 2024. Những phân xưởng nào mà kiên cố, chặt chẽ thì không bị tốc, còn những phân xưởng nào mà không kiên cố thì là tốc hết mái các bạn. Đây là khu dốc Thiên Hội thuộc huyện An Lão, thành phố Hải Phòng. Cây gãy. Đây là tôi đang đứng ở trên dốc Thiên Hội, khu vực miền núi hải đảo của thành phố Hải Phòng. Tuyến đường này là tuyến đường tránh máy bay Mỹ ngày xưa các bạn. Trước kia tuyến đường này rất là rậm rạp, cây cối là tùm rậm rạp, để như vậy là ô tô và xe quân sự của mình rồi dân đi vào đây là để tránh bom và phát hiện của máy bay Mỹ ngày xưa. Đây mà các bạn theo dõi một cánh đồng lúa bạt ngàn như thế này ở khu vực núi Voi, khu di tích lịch sử của thành phố Hải Phòng. Toàn bộ khu vực này là bão gió đánh dập hết lúa các bạn. Lúa đang trổ bông đây. Đấy, đã trổ bông rồi mà hạt bắt đầu là đang đi vào đà phồng phao. Đây là cây lúa nó có giai đoạn phát triển như thế này. Giai đoạn thứ nhất là khi lúa cấy lên và trưởng thành thì bắt đầu lúa sẽ có chừa các bạn. Lúa có chừa là có nghĩa cái đồng đồng đấy. Đấy thì khi cái đồng đồng đấy bắt đầu lúa đến thời kỳ sinh sản thì bắt đầu cái đồng đồng đấy nó sẽ vươn mình lên trên khỏi cái bọc của nó, giống như là cái bóng ngô ấy. Thì khi nó vượt lên như thế thì bắt đầu nó tõe thành bông, và đồng thời như vậy là có những cái râu của cái bông lúa đấy là râu đực, và cái hạt là
hạt cái. Thế thì cái râu được đấy như vậy nó rơi phấn vào hạt cái thì nó sẽ đậu thành cả hạt lúa. Và nó sẽ phồng phao dần lên thì nó cho ta hạt gạo. Đấy là cái sinh trưởng của cây lúa là như vậy. Khi cây lúa gọi là thời con gái thì bắt đầu như vậy, lúa mơn mởn. Bắt đầu vào thời kỳ lúa làm đồng thì là gọi là lúa có chửa. Đến khi lúa trổ bông thì bắt đầu là thời kỳ sinh trưởng của bông lúa. Thì những cái phấn nhụy nó thụ tinh với lại cái hạt lúa. Sau đó như vậy là nó sẽ gắn kết với nhau thành hạt lúa phồng phao và trở thành hạt gạo cho chúng ta ăn hiện nay. Thế thì khi bắt đầu như vậy là cái bông lúa từ đồng đồng mà nở ra, thì khi bắt đầu nở ngoai lên đang thụ phấn thì là bị cơn gió Iagi này tràn vào và quật đổ. Đấy, có nơi thì là quật đổ lúa rạp xuống nước, có nơi không quật đổ lúa xuống, nằm rạp xuống nước thì nó sẽ xoay tròn như vậy, nó vần vò như ta vò tóc đấy các bạn. Còn đây các bạn đang theo dõi là sông Thái Bình. Đây là cầu Quế Cao, sông Thái Bình. Lúc này toàn bộ nước lũ ở thượng nguồn chảy về rất là mạnh. Và nước này mang màu nâu, là mang màu của cái đất Ba Gian ở trên miền núi mang về các bạn ạ. Bởi vì trên miền núi hầu như là đất Ba Gian. Các bạn nhìn khi núi nở đấy thì đất màu nâu. Thì đất màu nâu ấy nó sẽ chảy từ trên miền ngược, từ Trung Quốc về Việt Nam và từ như vậy các miền núi ấy, nó chảy về sông, các sông, sông Thao, sông Luộc, sông Đáy, rồi như vậy là về đến sông Thái Bình và ra biển, sông Văn Úc nữa. Đấy là cái cách di chuyển của nước lũ từ thượng nguồn về. Đây là tôi đang đứng ở trên cầu, đây là cầu Quế Cao các bạn ạ. Bên trên màn hình các bạn đang theo dõi khu vực đấy là xã Dũng Tiến. Còn đây ở chân cầu thì các bạn theo dõi bên tay phải là xã Dũng Tiến và bên tay trái là xã Giang Biên. Chúng ta đang di chuyển phía dưới, xuống phía dưới cầu. Và chúng ta phát hiện ngay là một xưởng các bạn, một xưởng lập tôn bay toàn phần luôn. Bên dưới thì người ta xây rồi không nói làm gì. Và lập một ít tôn thì chắc chắn là bên trên toàn bộ cái mái là bay hết. Đây là tôn còn nhảy lên cả cột điện đấy các bạn này. Rất nguy hiểm, chẳng bay điện nó hở cái, nó bắt đầu nó truyền ra tôn. Rồi bắt đầu nó truyền vào người, nó nguy hiểm lắm. Đây này cột điện đổ la liệt các bạn thấy. Cột điện đổ đây, chỗ nào cũng thấy cột điện đổ. Đây là trên con đường này đi vào trên xã Dũng Tiến. Dây điện văng hết ra đây. Lúc này là toàn bộ hôm qua tôi về trong Vĩnh Bảo thì khu vực Giang Biên, Dũng Tiến, Vĩnh An là mất điện từ hôm bão cho đến 8 giờ tối hôm qua, tức là 20 giờ tối hôm qua mới có điện. Đây là toàn bộ lúa các bạn thấy chưa, lúa ngập hết, coi như là chết hết, không cứu được nữa rồi, mênh mông luôn. Đây là vừa nước mưa vừa nước ở ngoài sông chảy vào, cho nên là như vậy là cánh đồng này không thoát ra được. Hiện nay là nước ở sông to hơn nước ở trong ruộng. Những tàu lá chuối, cây chuối các bạn thấy chưa, đổ ngả nghiêng hết, nát bét hết, gió đánh quật hỏng hết. Các bạn nhìn chưa, đấy lúa ngập. Lúa ngập đồng xanh lúa về lúa chết. Đấy, lúa ngập đồng xanh lúa chết. Cái bài hát ở trong miền Nam người ta hát một cái bài lúa ngập nước ấy. Đây là một cái nhà xưởng nhỏ nhỏ thôi, tốc hết mái rồi các bạn. Còn những nhà làm kiên cố như này thì không tốc được. Người ta vít rất là chắc chắn, chặt chẽ. Những cây tre thì các bạn thấy xác xơ, gió nó quật hết, nghiêng bên này ngả bên kia, xác xơ hỏng hết. Đây là một căn nhà của một bác đơn côi, già rồi, khoảng 70 tuổi rồi. Cũng may là hôm đấy bác đi sơ tán, chứ không thì ở nhà nguy hiểm, tốc hết mái, gia đình rất khó khăn. Đây bác này ở thôn Kim Ngân, xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, khó khăn lắm, không có lương mà già yếu rồi, không làm gì được. Đấy, một căn nhà như vậy là các bạn nhìn thấy chưa, tốc hết mái,
không còn một cái gì cả. Nhà nghèo, thuộc hộ cận nghèo các bạn. Đây những chiếc ao thả cá này. Nước mênh mông như thế này thì hỏi rằng cá còn hay mất, đi hết. Những cây ở bờ ao là cây tre, cây chuối và các cây khác đã đổ hết. Đây nước vẫn còn lính láng ở trên đường đi này các bạn. Những cây rau muống, bẻ rau muống. Nói chung ở trong quê là như vậy, rau muống phải mua. Cứ bè như này, là ao như này là ra hái phải ăn thôi. Nhưng riêng rau không mất tiền. Đây là một con sông nho nhỏ ở làng Kim Ngân. Con sông này ngày xưa ấy, thì như vậy là bọn tôi là thường xuyên cất vó đánh dậm bắt tôm bắt cá ở đây rất là nhiều. Thời thơ ấu không ai thoát khỏi đánh dậm. Đi tắt ao bắt cá, tắt mương bắt cá khu vực này. Các bạn thấy một dòng sông nho nhỏ mà nuôi bao nhiêu con người ở trong quê. Thức ăn không phải mua, cứ vác dậm ra đây là có cá ăn thôi. Bất kỳ lúc nào, ngày lắm cá lắm lắm các bạn. Cứ vác dậm ra ngoài đồng, vác vó ra ngoài đồng khoảng 2 tiếng là cả nhà ăn thoải mái luôn. Đây các bạn thấy chưa, lúa ngập đồng sâu, lúa chết, lúa ngập hết các bạn ạ. Thường thường lúa nó chỉ coi như là trên gốc khoảng 5 phân 7 phân thôi, nhưng đây lúa ngập, nước ngập đến ngọn luôn. Thì hỏi rằng như vậy là chết ngạt còn gì nữa, làm sao mà sống được. Rất là lo, nhân dân bây giờ rất là lo là không biết là có được mùa hay không đây này. Những tàu lá lúa là bị dập nát, bão gió nó vần vò, không khác gì hình như vậy là cho hai tay lên đầu vò cái mái tóc các bạn. Cây cối đổ chết, giờ không đổ thì cũng chết, bởi vì như vậy là gió nó lay hết bên nọ lay đến bên kia bốn phương nó lay, thì là như vậy là long rẽ ra là chết thôi. Đấy những cây chuối các bạn thấy, những cây hoa quả, cây hoa màu của bà con đổ liếng xiềng cả, thiệt hại. Bởi vì những bà con ở nông thôn ấy, người ta chỉ trông vào cái cây hoa màu và cây lúa thôi. Nếu như những cây này mà nó bị như thế này thì năm nay người ta không có quả mà ăn. Bây giờ ra ngoài mua thì người ta không có tiền. Còn những chiếc ao này thì các bạn đang theo dõi trên màn hình là gia đình người ta phải lấy lưới. Đấy, người ta đi mua lưới và người ta trăng bốn xung quanh để chống cho cá như vậy là đi ra ngoài. Đây là cũng là một biện pháp phòng chống và bảo vệ tài sản của mình. Bởi vì nuôi được một lứa cá không phải đơn giản các bạn ạ, vất vả lắm. Mà bán thì rất rẻ, quê bán rất rẻ. Thế đây bây giờ như vậy là nó ra thì nó cũng ra cánh đồng lúa này thôi. Chứ nó cũng mới ra những con sông nho nhỏ này thôi, chứ nó cũng chả đi đâu cả. Hoặc giữa ao nó ao kia nó sang lẫn với nhau thôi. Bây giờ cá không ai ngửi được. Không bắt đầy người ta được, không sang bắt cá ở ao nhà người ta được. Thế cho nên là bây giờ các bạn ạ, ngày xưa cái khu vực cánh đồng lúa này nhiều cá rô đồng ấy, nhiều lắm. Ngày xưa như vậy là chúng tôi đi đánh dậm này, đi bè bờ tát cá này, rồi như vậy đi đặt đó này, đặt lờ này, nhiều lắm. Mà cá ngày đấy như vậy nó rẻ, nó cho không ăn, cho không ai lấy. Thế nhưng đến bây giờ như vậy cá rất hiếm. Trong giai đoạn này, cái cơn bão này thì như vậy là tất cả những cánh đồng ở ngoài khu vực này là trắng băng hết, ngập lụt hết, thì cá nó ra rất nhiều và nó sẽ tồn tại và nó sinh sôi nảy nở ra. Bởi vì cái dạo này nó ít cá là bởi vì lý do này. Đây các bạn đang theo dõi là một vườn chuối hai sào đổ hết, dập hết, đau lắm, đau lòng lắm.
mỗi một buồng chuối mà người dân người ta hoàn thành người ta bán được khoảng 100, bây giờ hỏng hết. Đấy các bạn vừa rồi theo dõi như vậy là trang trại trồng dê, nuôi dê mà cuối cùng cũng tan hoang. Xong đến bây giờ các bạn nhìn trên đấy những cái cây ngô này, cây lúa này, các loại cây phục vụ cho con người sinh sống là hỏng hết. Năm nay cơn bão này tan ác này, các bạn tàn ác vô cùng, bởi vì không ai chống được thiên nhiên. Đấy các bạn nhìn chưa, những cây chuối đổ hết, gãy hết, đã gãy này rồi coi như vứt đi, chỉ chờ những cây non khác mọc lên thôi, chứ những cây chuối này coi vứt đi không làm gì được. May ra chỉ cho con gà con lợn ăn thôi, thì ăn sao hết được. Cái nỗi khổ của người dân chỉ trồng vào những cây hoa màu và những cây lúa thôi. Đây các cháu như vậy ra ngoài ruộng vườn của nhà mình nhìn thấy mà cũng thấy xót. Cũng không sao được, các cháu nó còn bé nó không biết, nhưng mà các cháu nó cũng thấy xót. Toàn bộ như vậy là hai xào chuối hỏng hết. Thật là đau xót cho nhân dân. Còn những cây không bị đổ thì lại héo, khô, tốc rễ. Đây các bạn đang theo dõi, khu vực này là khu vực kinh tế mới. Khu vực kinh tế mới, bên tay phải các bạn là trồng lúa, trồng rau, trồng cây hoa màu. Bên tay trái là về phía sông Thái Bình. Toàn bộ những đầm nuôi tôm nuôi cá ở khu vực này trắng băng hết, tôm cá đi hết. Các bạn, thiệt hại quá lớn. Đấy các bạn nhìn đây, trắng băng hết, cá đi hết. Xa xa là một con đò. Trước kia ở khu vực đấy nữa là cái đò cầu. Đò cầu này chở nhân dân, bà con từ bên Vĩnh Bảo sang bên huyện Tiên Lãng để chợ, chở từ huyện Tiên Lãng sang bên Vĩnh Bảo để chợ. Đây là một khu vực giao thông nối liền bằng một con đò từ xã Tiên Thanh, huyện Tiên Lãng sang xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Bảo để bà con đi chợ. Đây toàn bộ khu vực đầm hồ nuôi cá, các bạn thấy trong băng hết, giữa bờ nọ bờ kia là ngập lụt hết. Đấy, cây cối trên bờ là tan tác, chim bay trắng băng. Thế này thì làm gì còn cá nữa, đi hết nhà nọ sang nhà kia, nhà nào hên ra được nhiều, nhà nào coi như là không may ra được ít. Đây các bạn theo dõi khu vực này, trước kia nó là cái bãi cỏ, bãi cói. Bãi cói để làm gì các bạn biết không? Bãi cói để làm chiếu các bạn ấy. Bãi cói để làm chiếu cho chúng ta nằm đấy. Cả bên trái liền bên tay phải màn hình các bạn đều là như vậy. Thế nhưng bây giờ như vậy là khu kinh tế mới, người ta thấy nhân ủy ban nhân dân huyện xã người ta thấy như vậy nó không hợp lý nữa. Quái không làm gì nữa thì người ta chuyển về Thái Bình, và đồng thời người ta sẽ phân bổ cho nhân dân ở khu vực này. Mỗi nhà như vậy là khoảng mấy hecta đó, trồng cây, nuôi ao cá, gọi là ao chuồng đấy các bạn ạ, vườn ao chuồng đấy nhá, vườn ao chuồng. Đồng thời như vậy phân cho mỗi một gia đình một căn nhà nhỏ nhỏ để người ta trông coi, người ta ở đấy, người ta sinh sống, người ta lấy vợ sinh con những cái đấy đấy. Còn khu vực bên tay trái màn hình các bạn đây cũng là vậy, cũng là khu kinh tế mới. Bây giờ như vậy là trước kia ở trên làng người ta đông quá, đông quá rồi thì người ta phải di dân như vậy, không có chỗ nào di nữa thì người ta phải xuống cái những cái chỗ cánh đồng trống vắng để người ta như vậy phân bổ cho dân, để dân làm nhà và sinh sống tại đó. Và đến bây giờ là các bạn theo dõi là khu vực dân đang ở, là trước kia nó là cánh đồng, là bãi cói. Trước kia cái bãi cói này như vậy là nó rộng bao la bát ngát, nó hàng trăm hecta các bạn, hàng trăm hecta tôm cua cá này, nó gọi là vựa tôm cua cá rất nhiều, nó nuôi sống toàn bộ dân ở khu vực Giang Biên, Vĩnh An, Vĩnh
Tiên Lãng đấy, là như vậy là khu vực này nuôi sống toàn bộ khu dân ở đấy. Bởi dân ở đấy người ta có công nhân viên nhà nước gì đâu, người ta chỉ có đi trồng lúa, trồng rau, trồng cói, bắt tôm bắt cá để sinh sống thôi. Thế cho nên là như vậy là nói đến tiền là người ta không có đâu, không có đâu. Đây các bạn theo dõi như vậy là bây giờ mà nhìn được thấy con trâu ở nông thôn này thì hiếm lắm. Trước kia con trâu đi trước cái cày đi sau, nhưng bây giờ như vậy này, con trâu sắt là lồng lộng nó chạy trước này, người ngồi bên trong con trâu sắt này, nó không còn cái nông thôn ngày xưa nữa. Mà những người nuôi như này chẳng qua người ta nuôi làm cảnh thôi các bạn ạ. Người ta nuôi những con trâu này là nuôi làm cảnh thôi, chứ không phải để mục đích là cày bừa. Cày bừa bây giờ người ta tập bộ con trâu sắt rồi. Đây tôi đang nói về cái công nghệ mới, phát triển mới và con người mới của Việt Nam bây giờ nó là như vậy. Các bạn đang nhìn trên màn hình ấy, toàn bộ khu ruộng trồng lúa này, đây là hai bố con của người ở vùng kinh tế mới. Thực tế nói là vùng kinh tế mới thôi, nhưng mà nó là vẫn là ở cái xóm này chứ không phải đi đâu xa lạ. Buổi chiều hai bố con đi chơi, đi hóng mát. Khu vực này mát lắm các bạn ạ, yên tĩnh mát, chứ không phải là cái đường ô tô chạy, không phải khu công nghiệp, cho nên là nó rất yên tĩnh. Đấy, buổi chiều gió mát, nếu không mưa thì không nói làm gì. À, nếu mưa thì không nói làm gì, còn không mưa thì không khí đây trong lành lắm các bạn ạ, thích lắm, mát mẻ. Trước kia khu vực này chuột đồng này, rắn đồng này, ếch đồng này, rồi cá đồng này, rồi ốc này, các loại rất là nhiều. Còn bây giờ những loại đấy thì lại ít đi, nhưng thay vào đó là cái gì các bạn biết không? Con rươi. Hiện nay các bạn đang theo dõi trên màn hình bên tay phải các bạn là khu vực nuôi rươi. Trước kia là rươi như vậy tự nhiên ở dưới đất nó ngoi lên. Tháng 9 đôi 10, tháng 10 mùng 5 là rươi từ dưới đất chui lên. Bởi vì ngày xưa ấy, các bạn không biết, chúng tôi đi đào đất ở dưới khu bãi này ấy, những cái con rươi nó dài hàng mét ấy. Thì mỗi một con rươi dài hàng mét như thế mà một chỗ nó nhiều lỗ lắm. Mà nó ở sâu hàng mét đất các bạn. Thế thì bắt đầu như vậy nó ngoi lên, cứ ngoi lên đâu đất đến ngoi đâu đâu đây đất. Đất đấy là như vậy thành con rươi. Thế thì chúng ta lại nói đến con rươi đấy. Thì con rươi ngày xưa nó là rươi tự nhiên, nó ăn rất ngon, nó ít mủ thôi nhưng nó ăn rất là ngon. Bởi vì trong con rươi là nó có mủ. Nó mủ giống như là cái mủ ở tay mình như vậy, nó mưng mủ đấy. Nhưng thực chất là cái mủ đấy nó là cái chất dinh dưỡng cực kỳ là tốt cho con người. Đấy, đây hai cháu đi học về này, thích thú. Thế thì như vậy là ngày xưa các bạn ạ, ngày xưa là rươi nó ít lắm, nó không nhiều đâu. Bởi vì nó có chất gì để nó ăn đâu, không có một cái chất gì nó ăn cả, nó chỉ ăn đất, ăn bùn và ăn những cái coi như là ký sinh trùng thôi để nó sống thôi, chứ nó không phải là nó ăn cái nọ ăn kia. Thế nên rươi nó lên ra rất là ít, một người đi vớt cả một buổi sáng hoặc là vớt cả một buổi chiều chỉ được khoảng cân thôi, hơn cân thôi. Còn như vậy là những cái chỗ nào mà những cái cánh đồng quái với lại cái nó gọi là cái lạch đấy, nó dài nó rộng đấy, thì như vậy là người ta sẽ đắp đập vào, đắp cái bờ vào, người ta nhận của người ta để người ta đến khi có rươi người ta tháo ra, thì như vậy gọi là có thế thôi. Nhưng mà vớt thoải mái, không ai dám cấm ai cả. Thế nhưng đến bây giờ thì các bạn thấy như vậy là toàn bộ khu vực rươi là người ta mua, người ta hợp đồng với lại xã phường, người ta kinh doanh. Cho nên là như vậy là cái khoảng nào của nhà nào là của người đấy rồi, không ai vào đấy vớt được nữa. Bởi vì người ta mất tiền người ta mua. Người ta mất tiền người ta mua rồi, sau đó người ta lại phải mất tiền người ta mua các loại thức ăn để về người ta làm để như vậy là cho con rươi nó ăn, để sau này con rươi nó to. Tại sao con rươi bây giờ nó to các bạn? Con rươi to giờ là nó ăn thức ăn của con người ta cho đấy. Đấy, quê tôi quê rươi thật, nhưng mà tôi có nói thật như thế chứ không phải là không. Bây giờ các bạn cứ để ý là như vậy là tôi ghi hình ở dưới chỗ khu rươi đấy, thì như vậy những cái đống bao to tướng đấy, là những cái đống bao đấy như vậy là tạo điều kiện cho con. Thứ nhất là như vậy là xốp đất để cho con rươi sinh sống, hai nữa là cũng làm cái thức ăn cho con rươi. Đấy là cái nói thật như thế để các bạn nắm rõ thế. Cho nên bây giờ như vậy là con rươi nó là cái món đặc sản của Hải Phòng.
Thế nhưng bây giờ như vậy trước kia thôi, hồi tôi còn bé thôi, nhưng bây giờ rươi bây giờ là cái đặc sản đấy, bây giờ nó là cái đặc sản sản đều rồi các bạn, chết nguy hiểm lắm. Thế cho nên là vẫn cứ đắt, mua ở trong đấy nó là 300.000 một cân rồi, 250.000 một cân rồi, ra ngoài này mua như vậy là 300-400 một cân đấy. Thế cho nên là như vậy là ăn con rươi bây giờ cũng rất là nguy hiểm, rươi bây giờ ăn tăng trọng. Đây các bạn đang theo dõi cánh đồng lúa mênh mông bát ngát, lúa bắt đầu ngả màu vàng và chuẩn bị như vậy là làm đồng và trổ bông. Thì toàn bộ khu vực này đã có người dân đã hỏi tôi như vậy là bác xem có cứu được không, về thiên nhiên tàn phá thì ai cứu được ai. Bây giờ cứ phải chấp nhận để như thế, như vậy sau này nó trổ bông lên như vậy được hạt nào được, không hạt được phải chịu thôi, lại tiếp tục làm lại mùa sau thôi. Chứ bây giờ lúa bây giờ các bạn bây giờ lúa bây giờ bắt đầu như vậy là sinh trưởng phát triển làm và làm trổ bông, để như vậy là tháng 10 là chúng ta gặt là có gọi là gạo mới cơm mới chúng ta ăn. Thế nhưng bây giờ nó như thế này rồi thì không biết là có tốt hay không, mà có thu hoạch được hay không, và có đảm bảo được cái chất lượng của lúa hay không. Đây là chúng ta đang thấy như vậy là toàn bộ khu vực này là làng xóm bản làng đấy, làng mạc quê hương, những khúc sông nho nhỏ. Quê hương tôi có con sông xanh biếc, nước trong xanh xoay tóc những hàng tre, tâm hồn tôi là một buổi trưa hè tỏa nắng xuống dòng sông tắm mát. Đấy các bạn thấy những dòng sông như vậy là vẫn yên lặng, và những bóng dáng của những người dân đi lại trên cầu. Một cơn bão gây thiệt hại rất lớn cho bà con chúng ta về tài sản. Về con người thì không thiệt hại, nhưng mà thiệt hại về tài sản. Tài sản là cái gì? Là hoa màu, là tôm cá cua, là tốc mái nhà, tốc mái xưởng. Đấy là tài sản. Thậm chí là bà con ở nông thôn bây giờ không có rau mà ăn các bạn ạ. Không có rau mà ăn luôn. Bây giờ phải ra ngoài ruộng cũng phải gạn từng cái rau một, ngọn rau một, chứ không phải nói là không. Ra ngoài vườn thì phải hái từng cái tờ lá một của cây rau, không có đâu. Không có mà ăn ấy, chưa nói đến cái việc như vậy là bán cho người khác. Cơn bão nó tàn phá đến mức độ như thế. Từ cây rau thấp lè tè như thế cho đến những cây cao, cây chuối, cây dừa, cây bòng như thế, nó đập nát tươm ra như thế. Thế hỏi rằng như vậy là dân mệt mỏi. Thì như vậy là nói thật với các bạn, như vậy là mẹ thiên nhiên như vậy là giận dữ rồi, là cũng do con người thôi. Con người thì là ai? Những nhà tư bản, những công xưởng lớn, những nhà máy nhiệt điện, những nhà máy sản xuất những cái xi măng, rồi những các cái nhà máy phục vụ lợi nhuận cho chế độ tư bản. Họ chỉ cần lợi nhuận thôi, thu tiền về túi thôi, chứ họ không nghĩ đến cái việc cuộc sống của người dân, kể cả trên thế giới. El Nino rồi El Nino rồi bây giờ nhiều lắm, toàn những cái thứ đấy để nó tàn phá như vậy quả đất trái đất thôi. Bây giờ thế giới xanh, hòa bình xanh, bây giờ như vậy kêu gọi như vậy là hãy bảo vệ trái đất. Nhưng bây giờ các nhà máy như vậy khói ngùn ngụt lên như thế, hiệu ứng nhà kính ở đâu, làm sao bảo vệ được? Bây giờ các nước phát triển, ví dụ như là Mỹ, châu Âu, Trung Quốc, các nước tư bản, nó phát triển thì phát triển về khu công nghiệp của nó phải cao,
công nghiệp cao thì nó phải sản xuất ra nhiều thứ mặt hàng phục vụ cho nhu cầu của mọi người trên trái đất. Thì sản xuất ra nhiều thì bán được nhiều, thì bỏ tiền túi nhiều, thì hiệu ứng nhà kính nhiều, không tránh khỏi được. Thì như vậy là bầu không khí nó tác động ngược lại, ảnh hưởng đến con người thôi. Đây này, có bác nông dân nông thôn ra bảo đây này, mái tôn nhà tôi đây này bị như vậy, nó giật tung ra như thế này, may ra coi như là cũng không bay hết nóc nhà. Còn những cây chuối, những cái cây cau là gãy đổ hết. Không phải đơn giản đâu, nói thế thôi. Người dân đau khổ lắm. Đây các bạn nhìn, những cây chuối đổ hết. Những cây rau, vườn rau đây, nước vào thối hết, không lên được. Thế cho nên mới nói ở nông thôn, người dân rất vất vả. Mà khi thiên tai địch họa đến là khổ lắm. Chỉ khổ người dân thôi, họ biết kêu gì. Âm thầm chịu đựng, ra ruộng như vậy còn lá rau, tàu rau nào thì hái về là ăn thôi. Chứ giờ nhiều khi bây giờ nhà nước giúp đỡ chỉ giúp đỡ phần nào đấy thôi, còn mình tự lực cánh sinh là chính. Giờ mình đói thì nhà nước người ta, ví dụ mình đói một tháng thì nhà nước người ta cứu trợ cho khoảng 15 ngày, 15 mình ngày mình phải tự túc mình đi mình làm để mình bỏ sức lao động ra mình kiếm sống chứ. Nên nhà nước người ta chỉ tạo điều kiện cho anh ban đầu để lấy cái đó để anh tạo đà phát triển. Các bạn thấy chưa? Những cây chuối, cây cau là những cái thu nhập chính của bà con. Mà bị tàn phá như thế này, không còn một cái gì nữa. Cái nay mai rồi bắt đầu như vậy, ủy ban phường, ủy ban xã là kê khai thiệt hại tài sản. Xong bắt đầu như vậy là nhà nước hỗ trợ cho được chút nào thì biết chút đấy thôi, chúng làm sao. Mình phải tự ngậm ngùi như vậy là số phận của mình bị hư hại, bị thiệt hại thôi. Và đây là những cái đàn lai, ngan lai vịt các bạn. Rất đẹp, rất nhiều. Nó cũng là nguồn thu của những người nông dân. Đây là dạng như trang trại các bạn, trang trại nhỏ thôi chứ không phải lớn. Khoảng vài chục con, trăm con thế thôi. Thế ngoài ra như vậy nhiều gia đình cũng vẫn là xây nhà đẹp đẽ khang trang như thế này. Thôi chương trình đến đây là kết thúc. Xin kính chào quý vị và các bạn.